Hạnh xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Cung Quay Miền Tây. Ngày hôm nay Hạnh sẽ vào bếp chia sẻ với cả nhà một cái món ăn của người Hoa, đó là món mì vịt tiềm. Món này thì nấu thì nguyên liệu nó khá là nhiều và nấu cũng mất nhiều công đoạn và thời gian. Cho nên là ngày nào mình có thời gian thì mình hẳn chuẩn bị món này ha. Cái tô mì thành phẩm của Hạnh mới vừa nấu xong luôn, nóng hổi luôn cả nhà. Nước dùng thì thơm, ngọt, đậm đà và có một ít cái vị thuốc bắc xen lẫn vào nữa, nó rất là đặc trưng luôn ha. Ăn chung với lại ít cải ngọt nè cả nhà. Để nấu như thế nào cho cái nước dùng nó thơm ngon nè, rồi cách luộc cải như thế nào cho giữ cái màu xanh cũng như là độ giòn, gà vịt thì thấm và cái màu nó đẹp thì bây giờ Cung Quay Miền Tây mời cả nhà mình cùng vào bếp nha. Đây là tất cả cái nguyên liệu để dùng cho cái món mì vịt tiềm ngày hôm nay. Món này thì nó sẽ tương đối hơi nhiều nguyên liệu một tí. Cái khâu chuẩn bị thì nó cũng hơi đỉnh kỉnh đó cả nhà. Cho nên là hôm nào mà mình rảnh cuối tuần thì mình hẳn làm cái món này ha. Vì cũng mất khá nhiều thời gian. Vịt thì không thể thiếu vịt được rồi nè. Ở đây mình có 2 con vịt 3kg. Thông thường cái món này thì thường người ta khi mà kinh doanh hay hoặc là nấu hàng ngày ăn cũng vậy, người ta hay mua cái đùi không ở cả nhà thì nó sẽ tiện làm hơn. Tuy nhiên là chỗ của Hạnh thì chợ người ta chỉ có bán đùi gà thôi, chứ đùi vịt thì người ta không có bán riêng, người ta chỉ bán nguyên con thôi. Cho nên là Hạnh dùng ở đây là 2 con vịt 3kg và đã làm sạch rồi. Vịt thì như cả nhà đã biết thì khi làm sạch để khử mùi hôi mình sẽ chà xát cái phần gừng, rượu và muối pha loãng lại với nhau, xà chà xát lên trên cái da con vịt ha, để cho khi mà mình ăn thì nó sẽ thơm ngon hơn. Cái phần lòng vịt thì Hạnh cũng giữ lại làm luôn. Nhà mình có thể dùng cái phần lòng vịt để làm món khác cũng được. Món này thì mình sẽ ăn với lại mì trứng nè cả nhà. Mình có thể dùng mì trứng gói dạng khô như thế này hoặc là dùng mì tươi cả nhà cũng được ha. Rồi dùng thêm cải ngọt hoặc là cải thìa, cải xanh gì đều được. Tiếp theo thì Hạnh sẽ giới thiệu đến các phần gia vị để mà nấu cái món mì vịt tiềm. Ở đây thì Hạnh có cái gia vị tạo thơm. Gia vị tạo thơm thì nó cũng nhiều món ha. Hạnh sẽ giới thiệu từ từ cho cả nhà nghe. Ở đây thì Hạnh có 10 gram tiêu sọ, 10 gram hạt ngò, 5 gram trần bì và 4 cái tai hồi, khoảng chừng 10 tới 12 nụ đinh hương và 2 cái thảo quả, một nhánh quế khoảng chừng 8 gram. Tiếp theo thì Hạnh có cái gia vị để mà nấu cho nó bổ nè cả nhà. Đây là gia vị bổ. Thì Hạnh có khoảng chừng 10 trái táo. Táo thì mình có thể dùng táo đen, táo đỏ gì đều được ha. Rồi 6g thục địa nè, 20g đẳng xâm. Cái phần đẳng xâm này thì nó nhiều thì nó sẽ bổ hơn, tùy gia đình mình có thể gia giảm đẳng xâm ha. Rồi 10g cam thảo, 10g xuyên khung và 10g hoàng kỳ. Rồi 10g kỷ tử và 6g tâm nại với lại 8g xâm quy. Cái phần xâm quy thì nó là nguyên một cái củ dài đó cả nhà, nhưng mà mình dùng một cái lượng ít nè, cho nên là người bán người ta cắt ra cho mình. Tiếp theo thì ở đây Hạnh có 50g nấm đông cô khô. Mình có thể dùng nấm khô hoặc là nấm tươi đều được ha. Nấm này thì mình sẽ cho nước vào để mà mình ngâm cho nấm nó nở ra. Mình có thể ngâm trước vì nấm này nó cũng khá là lâu nở đó cả nhà, và mình nhớ mình ngâm nước lạnh chứ đừng có ngâm nước nóng ha. Tiếp theo thì Hạnh có đây là 50g củ hành tím và một cái củ gừng. 50g luôn. Đầu tiên thì mình sẽ đi chặt cái phần vịt này ra để mà mình ướp với lại cái phần hắc xì dầu. Vịt thì có thể mình chặt to nhỏ thì thích, nhưng mà đối với cái món này thì mình đừng có chặt nhỏ cả nhà ha. Một con vịt thì mình có thể chặt làm 4 hoặc là làm 6 là được rồi. Vịt sau khi mà đã chặt xong thì mình sẽ đi ướp cái phần hắc xì dầu cho cái da vịt nó, khi mà nấu nó sẽ lên cái màu nâu đó cả nhà. Đây là cái hắc xì dầu mà Hạnh dùng nè. Mình sẽ đeo bao tay vào và mình cho một ít ra. Rồi mình xoa lên trên da, mình chỉ ướp cái phần da thôi ha. Mình thoa đều tất cả cái chỗ vịt mà mình chuẩn bị. Sau khi thoa da xong thì mình sẽ để vịt sang một bên ha. Rồi mình đi chuẩn bị các nguyên liệu khác. 15 phút sau mình sẽ trở lại thoa một lần nữa để cho cái da vịt của mình nó thấm và nó lên màu đẹp hơn.
Phần mà gia vị bổ á, thì mình sẽ đi rửa sạch nha cả nhà. Trong quá trình người ta phơi, người ta sơ chế, chế biến á, thì nó cũng sẽ có bụi bám dơ đó. Mình rửa lại cho nó sạch. Cái gia vị thơm thì mình sẽ đi rang lên. Cái nào to mà lâu vàng á, thì mình sẽ cho vào trước. Cái nào nhỏ thì mình sẽ cho vào sau. Mình sẽ rang với lửa nhỏ. Khoảng 30 giây thì mình sẽ cho cái phần còn lại vào. Mình rang cho đến khi mình nghe cái mùi gia vị thơm nó bốc lên đó, nó thơm nồng lên là được rồi, mình tắt bếp cả nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi nướng cái phần hành và cái củ gừng. Do cái củ hành nó nhỏ quá cho nên hạnh cho vào trong này cho nó không có bị lọt xuống cái vỉ ha. Mình nướng cho cái phần gừng và hành này nè, nó vàng lên, xem xém và thơm là được rồi cả nha. Mình cũng tắt bếp luôn. Lát nữa khi mà nóng xong thì mình vớt những cái nguyên liệu tạo thơm và cái nguyên liệu bổ này nè ra cho nó dễ, thì hạnh sẽ cho tất cả vào một cái túi vải. Trong trường hợp không có túi vải thì mình có thể thả trực tiếp vô trong nồi cũng được. Rồi xong thì mình sẽ dùng cái vợt á, mình vớt nó ra. Gia vị tạo thơm vào luôn nè. Hành và gừng thì mình cũng cho luôn. Mình sẽ cho cái túi gia vị này vào trong nồi nước. Ngày hôm nay thì nhà Hạnh nấu cái nồi nước này là 8 lít đó cả nhà. Tùy theo cái khẩu phần ăn của gia đình mình mà mình sẽ nấu cái lượng nước cho phù hợp ha. Cho cái phần vịt này nó thấm hơn thì mình sẽ thoa một lần hắc xì dầu nữa cả nhà. Sau khi cái lớp đầu tiên được 15 phút, mình sẽ thoa lên cái lớp thứ hai. Mình thoa cái lớp thứ hai xong thì nếu như có thời gian thì mình sẽ để khoảng chừng 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Và thời gian mình để lâu như vậy thì mình có thể cho vào trong ngăn mát tủ lạnh nha cả nhà. Vịt ướp đã đủ thời gian rồi thì mình sẽ đi chuẩn bị dầu để chiên vịt cả nhà. Vịt này thì mình cần chiên ở trong ngập dầu ha, để cho cái da nó vàng giòn lên. Nếu có thể thì mình có thể cho nó lên cái vợt đó, rồi mình xối mỡ nó, xối dầu nó lên đó cả nhà thì nó sẽ ngon hơn, da nó sẽ giòn hơn ha. Ở đây thì hành chiên với số lượng nhiều cho nên là không có xối được, cho trực tiếp vào hành chiên luôn. Sau khi mình ngâm cho nở mềm thì mình sẽ đi cắt bỏ chân nè cả nhà. Nếu như mình thích đẹp thì mình có thể khứa cái chữ thập ở trên cái nấm cho nó đẹp cũng được. Đây mình cắt như thế này. Nấm to thì mình sẽ dễ cắt hơn là cái nấm nhỏ. Như vậy là cả nhà khi mà mình nấu thì nó sẽ nở lên rất là đẹp. Dầu nóng thì mình sẽ cho vịt vào mình chiên. Mình cho cái phần da xuống trước. Sau khi mình chiên cho cái phần da nó vàng lên rồi đó cả nhà thì mình sẽ gắp cái phần vịt ra và mình cho qua cái nồi nước dùng ha. Nếu như mình có đủ thời gian ướp á thì cái da vịt khi mà mình chiên lên thì nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì hạnh ướp á, do là không kịp giờ á, cho nên là hạnh ướp nó cũng không có đủ thời gian á, nó nhanh quá. Cho nên là mình chiên cái da nó không có được đẹp giống như mong muốn ha. Cái phần lòng vịt thì mình sẽ cho trực tiếp vào nồi luôn, mình không có chiên. Phần lòng sau khi cho vào thì lát nữa mình sẽ canh thời gian và nó chín thì mình vớt ra ha, mình đừng có nấu lâu quá thì nó bị cứng, nó cũng không ngon đó cả nhà. Phần nấm đông cô sau khi ngâm nở mềm và xả qua nước muối rửa sạch bắt ráo rồi thì mình sẽ đi xào lên cho nó thơm, khử đi cái mùi hăng của nấm á.
thì mình cho vào trong nồi nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ cho lên chảo một ít dầu và một ít tỏi băm, phi cho cái phần tỏi này nó vàng thơm lên. Tỏi vàng thơm thì mình sẽ cho phần nấm vào mình xào lên. Xào cho phần nấm nó săn nó thơm rồi thì mình cũng tắt bếp và cho cái nấm này vào trong cái nồi nước dùng luôn. Hai trăm gram đường phèn, mình dùng đường phèn cho nước dùng của mình nó có cái vị ngọt thanh ha cả nhà. Một trăm ba mươi gram đường cát cho vị ngọt nó hài hòa đậm đà. 30 gram bột ngọt, 40 gram hạt nêm, 50 gram muối hạt. Cho gia vị vào thì do có hạt nêm đó cả nhà, cho nên là bọt nó sẽ lên khá nhiều nè. Mình sẽ đi vớt bọt ha. Hạnh nấu cái món gì mà nó có mỡ nó nổi lên trên mặt đó, thì Hạnh cũng sẽ vớt cái phần mỡ đó bỏ đi luôn. Thì tùy theo mỗi gia đình ha, có người thì người ta thích ăn cái phần mỡ nổi này, như nhà Hạnh thì không thích vì ăn nó rất là ngán, cho nên là Hạnh cũng vớt bỏ luôn nè. Sau 15 phút thì cái phần lòng nó chín rồi, cả nhà mình sẽ vớt ra ha. Nấu khoảng 30 phút thì mình sẽ đi vớt cái phần gia vị tạo thơm cũng như là cái gia vị bổ ra cả nhà. Cái gia vị bổ này thì mình có thể lấy cái phần kỷ tử và cái phần táo đỏ lại để mà mình dùng ở trong cái món này luôn cũng được ha, tùy thích, còn không thích thì mình có thể bỏ đi luôn. Phần vịt thì mình sẽ tiếp tục nấu cho đến khi vịt nó mềm như ý ha. Ở đây thì Hạnh sẽ lấy lại cái phần đẳng sâm, táo đỏ và kỷ tử. Rồi mình có thể đậy nắp lại và ninh cái phần ghẹ vịt này cho nó mềm cả nhà. Trong thời gian đó thì mình sẽ chỉnh lửa về trung bình ha, lửa liu riu á. Thời gian chờ cho vịt nó mềm thì mình sẽ đi trụng mì luôn. Mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên trên bếp ha, rồi cho vào một ít dầu ăn. Khoảng chừng một muỗng canh cả nhà. Và nửa muỗng cà phê muối. Mì này thì tùy thích gia đình mình, ít ăn nhiều thì mình trụng nhiều ha. Luộc sau khoảng 4 phút thì mì nó chín rồi, mình cũng vớt ra luôn cả nhà. Vớt ra rồi mình xả mì lại với nước lạnh ha. Luộc mì xong rồi thì mình sẽ đi luộc cải ha. Mình cũng cho lên trên bếp là 2 lít nước, rồi cho vào nửa muỗng cà phê muối, một xíu siêu bột ngọt, khoảng chừng nửa muỗng cà phê và một muỗng cà phê đường. Để cho cải khi mà luộc thì nó sẽ bóng đẹp xanh thì mình sẽ cho vào một ít dầu ăn ha, khoảng chừng một muỗng canh. Khi nồi nước thật sôi thì mình sẽ cho cải vào để mà mình luộc ha cả nhà. Nếu mà lượng cải nhiều thì mình sẽ cho từ từ từng ít một thôi, để cho cải nó đủ cái độ nóng thì nó sẽ xanh ngon. Chứ mình cho một lúc nhiều quá thì cải nó lâu chín á, nó sẽ không có ngon nữa. Cải ngọt thì rất là nhanh chín luôn cả nhà, mình cho vào và trộn đều lên. Mình thấy cải nó chuyển sang màu xanh đậm á là mình vớt ra được rồi. Đó, như vậy là vớt ra được đó cả nhà. Sau khi vớt cải ra thì mình sẽ cho cải vào trong nước nóng. Nhầm á cả nhà ơi, mình sẽ cho cải vào trong nước lạnh nè. Nước đá lạnh thì càng tốt ha, để giữ cho cải nó có cái màu xanh đẹp á, cũng như là cái độ giòn. Rồi mình sẽ tiếp tục làm cho tới hết cái lượng cải của mình ha.
Phần vịt hồi nãy giờ anh nấu cũng được một tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà. Thì tùy theo cái vịt của nhà mình mua là già hay non ha. Rồi tùy theo cái mình thích ăn cái độ mềm như thế nào đó thì mình sẽ canh chỉnh cái thời gian nấu cho phù hợp cả nhà. Ở đây thì sau một tiếng thì Hạnh thấy vịt nó cũng mềm vừa rồi. Nhà Hạnh thì không có thích ăn mềm quá, mình thích mềm cái kiểu như mà mềm ruột như là tiềm á, mềm tan luôn á, thì mình sẽ ninh thêm ha. Rồi cái phần gia vị nêm cho cái nước dùng á thì cũng điều chỉnh theo khẩu vị ăn của gia đình mình. Như nhà Hạnh thì Hạnh thấy vừa rồi, và cái lượng nước ở đây thì hồi đầu Hạnh cho vô là 8 lít và sau khi nấu thì nó cũng vực bớt đi một tí, thì Hạnh cũng không có chăm nước thêm. Gia vị như vậy thì thấy vừa. Trong trường hợp gia đình mình có chăm thêm nước á thì mình sẽ thêm một ít gia vị nữa để cho nó đậm đà, nó vừa ăn nha. Sẽ cho mì vào tô nè cả nhà và một ít cải ha. Rồi mình sẽ cho một cái đùi vịt lên. Vịt này thì nếu như thích ăn giòn thì mình cũng có thể chiên lại, còn thích ăn mềm á thì mình sẽ lấy ở trong nồi ra mình ăn luôn. Mình sẽ chan nước dùng nóng lên trên cái tô mì nè. Có thể thêm một miếng táo đỏ và nấm đông cô ha. Rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi, và mùi rất là thơm. Món này thì mình dùng chung với lại một ít nước tương nè, có thêm sa tế, rồi cắt vài lát ớt vào. Người Hoa thì người ta sẽ ăn chung với lại giấm đỏ đó cả nhà. Và thêm một ít cái phần đu đủ ngâm chua nữa, nhưng mà hôm nay nhà Hạnh không có làm đu đủ ngâm chua cho nên là mình chỉ ăn với lại cải ngọt thôi. Hạnh cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video nha, và mong mà với cái món ăn này thì cả nhà sẽ bổ sung vào trong thực đơn của gia đình mình thêm một món ngon nữa. Bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chúc cả nhà lúc nào cũng khỏe mạnh bình an nha, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like video, đăng ký, chia sẻ kênh, giới thiệu đến người thân bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ngon lại hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha.